Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay lại channel Nghĩ Năm Gamer của mình nha. Thì hôm nay mình xin chuyển đến cho anh em một cái video và một cái bản mod, đó là một chiếc xe tải nó rất là dài luôn, nó đang kéo một remote rất là dài. Và bây giờ mình sẽ review cho anh em xem cái đầu xe trước nha. Aceco. Thì trên cái chỗ vô lăng, phần vô lăng anh em thấy nó cũng có một cái màn hình. Một cái màn hình, đây là cái màn hình mà nó dùng để nó gear anh em. Đây, để mình gear cho anh em xem này. Nó dùng màn hình này để đó, cái camera nó gọi là cái camera sau đó anh em, để dùng để gear xe rồi nhìn thấy các kiểu. Nhưng mà phải đảm bảo là cái xe này nó cực kỳ khó khó gear nha. Rồi mình review cho anh em xem này. Thì trong buồng lái nó chẳng có gì hết trơn, nó có hai chỗ ngồi, một cái chỗ cho tài xế, một cái chỗ cho phụ xe đó. Rồi mình xuống xe đây. Tắt xe. Rồi. À, trong khu vực này không cho tài xế xuống xe anh em. Ok, không xuống xe thì giờ mình khởi động máy thôi. Đó, thì giờ mình review cho anh em xem này. Đó, nó đang kéo một cái cuộn thép anh em. Cuộn thép và cái phần remote nó rất là dài luôn. Phải nói là rất là dài luôn. Cái xe mình đang lái lên nó có màu xanh. Mình vừa mod cho nó một skin màu xanh caro, rất là nhìn rất là cá tính không. Thì nó có phần đầu kéo này, nó có hai cái remote. Remote này nó có cái trục, gọi là trục xoay tĩnh nha anh em. Thì xoay động chứ. Thì đây này, để mình chạy cho anh em xem nha. Đó, thì bản mod này của anh em AH Channel, phải nói là bản mod rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ lái trước, lái tới cho anh em xem nha. Đó, nó vẫn đó, nó lay chuyển cả một cái đó, một dãy luôn không. Nó không có, gọi là nó không có cố định mà nó ra đây, nó xoay, nó có trục xoay chỗ này nè đó, cho nên là nó lắc linh động, nó chia ra một hai ba tới ba khúc lận anh em. Cho nên là khi mà anh em nào mà lái được cái cua được cái ghe được cái này thì cũng là rất là dữ lắm đó. Thì bây giờ mình sẽ lái cho anh em xem nha, chứ còn ghe thì mình sẽ ghe cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ chạy lên phía trên này, mình đang chặn đường, rất là nhiều xe nó đang kẹt xe nè anh em. Đó anh em thấy không, xe trong kia nó kẹt xe quá trời, tại vì nó đang chờ mình ra đó. Đó rồi, xin lỗi mọi người nha, bây giờ là mình sẽ đi lên đây, nhưng mà cảm phiền mọi người đó. Thì bây giờ mình đang lái chiếc xe này trên đường ra cảng anh em. Đó anh em nhìn thấy không, rất là ngầu luôn. Chiếc xe nó đã đây, để mình zoom lại một xíu này. Mình zoom lại một chút xíu, mình sẽ làm một cái tấm hình nền. Thì nãy có cái xe kia, nó mấy xe kia nó đứng vậy, nó không chạy luôn anh em, kỳ vậy ta. Ok, tới luôn, bắp coi coi đó, xe rất là dài luôn và chạy cũng khá là ok anh em. Nói chung là được, mình lái được, nói chung lái cũng quen rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái cabin cho anh em xem nha. Đó, vào cabin này. Cabin thì mình lái qua trạm thu phí là nó dễ hơn. Đó. Quẹo qua đây. Nói chung là mình sẽ đi qua bên này, mình đi vô chỗ này cẩn thận nha. Tại vì cái xe nó rất là dài luôn, đó. Anh em nhìn phía sau cái camera hậu, anh em nhìn thấy không? Rất là dài. Rồi sử dụng tiền miễn phí luôn. Ok, cảm ơn anh nha. Đó. Bây giờ mình sẽ cho xe nó vào cảng anh em. Thì cái thùng, cái kiện sắt này mình sẽ lên trên, cái xe nó sẽ qua cái, gọi là qua cái con phà này, mình đây mình gọi là con phà này, con phà. Thì đó, lái nói chung là lái cái chiếc này cũng rất là ok.
Ok, trời trời mưa rồi, mới tới đây trời mưa anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ vô này. Bật cái gần gạt nước lên. Mưa lớn quá anh em. Không biết là chỗ này nó có chứa đủ cái thùng xe mình không? Để mình coi thử nha. Trời ơi. Thấy dữ dàng không? Đó, vô. Vẫn vô luôn nha anh em. Vô đậu đúng chỗ đàng hoàng nha. Ok anh em, thì sau khi mà nó xe nó lên tàu rồi á, thì nó bị cái lỗi một trục trặc cái này, cho nên là xe nó phải về bến lại. Thì hiện tại mình đang ở bến Ba Đăng, mình review cho anh em xem. Thì bến Ba Đăng thì với cái bản nâng cấp V3.6.1 này thì nó cũng khá là đẹp anh em. Mình sẽ review anh em xem này. Đó, nó có một cái bảng hiệu là Welcome đó anh em thấy không? Thì ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình thôi anh em. Đó, xe bây giờ mình sẽ rời ra cái bến. Rồi mình sẽ di chuyển theo cái hướng bên trái để mình xem nó có cái gì đặc biệt không nha. Cái map này thì bữa giờ chưa đi, mà bữa giờ mình chưa có đi. Ô, đi đâu ba, đi đâu ba? Trời ơi, không nhìn thấy anh em. Đó, bây giờ là phần da này. Da xe này khó lắm nha. Đó, da nó tới 3 khúc lận. Cho nên là khi mà nó xoay vậy á, khó lắm anh em. Ok, bây giờ đi ra, di chuyển ra chỗ cái khu vực này thôi. Rồi mình sẽ xuất phát theo hướng bên đây trái ha. Rồi quẹo qua. À, từ từ bác tài ơi, từ từ cho xe lên nha. Xe này dài lắm. Ok, xe này dài lắm mọi người ơi, cho xe này qua đi. Đó, chứ không cho qua là mọi người bị không thể nào đi được nha, bị kẹt xe liền. Đó, trời ơi, thể hiện sức mạnh à. Vãi chưởng, vãi cả chưởng anh em. Trời ơi, nó chạy này, con nó chạy này. Trời ơi, ghê vậy. Cái xe này nó phước công phá nó ghê vậy. Trời ơi, nó dụi tùm lum hết trơn rồi. Mất kiểm soát rồi, nên mà mất kiểm soát rồi. Ghê quá. Trời ơi, trời. Chạy cái dỗi gì ông nội. Dừng lại coi. Dừng lại coi. Rồi Phan, chụp tấm hình nền anh em ơi. Chụp tấm hình nền đã. Làm tấm hình nền, cái cảnh ở đây đẹp quá. Ok, cái xe kia nó không chịu xuống luôn anh em ha. Nó bị dính luôn rồi. Rồi, đi luôn hả, không chịu xuống à. Rồi đi luôn. Đi luôn nha. Thì xe đang đi với một cái lộ trình nó hình như nó bị ngược anh em. Nó không đúng so với cái yêu cầu. Nhưng mà thôi giờ bị dính với xe đây rồi, đi sao giờ. Đó, lạng qua cho nó rớt. Rồi bye bye nha. Đó, nói chung là xe chở nặng, thông cảm nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy không? Chở rất là cồng kềnh luôn. Lách ra cho không là quẹt cái ông xe máy nữa. Đó, quẹt xe khách nữa kìa. Đi gì đâu á, không cẩn thận gì trơn. Ok, như vậy là cũng khá là ổn anh em. Taxi nhanh đi. Bấm còi này. Lạng qua, đó, phải lạng né cái xe cho không là quất vô nó một cái là nó sẽ bay lên nữa. Đó, thì nói chung là cái Ba Đăng, cái map Ba Đăng này rất là đẹp luôn. Mình nghĩ là chỗ Ba Đăng này thì chưa có được Việt hóa, nhưng mà nhìn cũng rất là ok anh em ha. Bây giờ mình sẽ vào vô lăng. Mình vào cái góc nhìn vô lăng đi. Trời nó mưa rồi. Mình phải bật cái cần gạt nước lên này. Lát xe ra. Ok. Đó, trời mưa xối xả luôn anh em ha. Trời này mưa thôi chứ.
Hiện tại thì theo Google Maps thì mình sẽ đi vòng theo cái đường này, xong mình quẹo quanh kia. Ok, được ha, cũng khá là ok. Nói chung là ngồi ở cái góc này là đi rất là được luôn anh em. Đó, quẹo qua này, bây giờ mình sẽ ôm cua quẹo qua bên tay phải này. Đó, nó nó oh shit. Rồi nó bị dính đây anh em, phải dè ra xíu. Rồi ôm cua hết tốc lực này. Đó, mặc dù nó hơi khó nhưng mà mình cũng phải xử lý được anh em. Đó, trời mưa đang rất là nặng hạt nha. Thì anh em, nếu mà anh em cảm thấy thích cái mod này thì anh em hãy nhấp tải về nha, mình sẽ để link tải với phần mô tả, anh em tải về và trải nghiệm. Thì đừng quên like video giúp mình và đăng ký kênh, nhấn thêm chuông nữa để nhận thông báo nha anh em. Đó, trời bây giờ đèn trời nó bật đèn lên, mình chưa bật đèn lên nữa. Bắp còi thôi. Đó, cái còi đã được rồi, sạc pin, pin sạc gì nữa. Đâu, cái đèn đâu mất tiêu rồi anh em. Đó, sáng chưa, quá sáng rồi nữa. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thì anh em đừng quên theo dõi cái video của mình trong cái thời gian tới nữa. Và mình từ từ mình sẽ cho xe nó vô đây đi anh em, cho xe vô đây nha, cho xe nó tạm dừng như đây rồi. Đó, vô đi. Ok, xe mình rất là dài cho nên mình sẽ đậu theo cái hướng này nha, mình không đã đại đậu thẳng vô như xe kia được. Rồi ok, trước kia có một xe tân thanh đó. Ok nha. Rồi 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 rồi, tôi coi thử này nó làm sao rồi. Trời. Ok, dê lại xíu. Rồi chắc có lẽ là mình xin để tạm dừng cái video tại đây nha anh em. Mình sẽ hẹn anh em ở cái video sau nha. Và chúc tất cả anh em có những cái trải nghiệm thật là vui khi mà xem cái video này của mình. Đó, đừng quên like video và cho mình một cái nhận xét ở dưới phần bình luận nha. Trời ơi, cái xe này phải nói là khó cực kỳ luôn em. Đó, khi mà dè lại thì nó làm ba khúc như này nè. Anh em thấy không, nó ba khúc như vậy không? Ai đâu mà lái xử lý được. Ok nha, đó là mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.